Hân hạnh kính chào quý vị, những nhà hảo tâm gần xa đến với chuyên đề vượt qua hiểm nghèo của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Hôm nay chúng tôi mời quý vị trở lại huyện Đức Hòa để cùng sẻ chia với nỗi bất hạnh của hai mẹ con chị Lê Hồng Điệp, người mẹ trẻ không may mắc phải chứng bệnh suy thận mãn. Cuộc sống của chị và đứa con nhỏ học lớp 4 đang từng ngày rơi vào bế tắc. Nếu không có những vòng tay giúp đỡ kịp thời thì họ sẽ không thể nào vượt qua được. Mong quý vị dành chút thời gian để chia sẻ với hoàn cảnh khốn khó của chị Hồng Điệp, ngụ ấp Trừng Dầu, xã Mỹ Hành Bắc, huyện Đức Hòa. Hơn một năm nay, ngày nào bữa cơm của gia đình chị Điệp cũng vội vã, muộn màng hơn bất cứ gia đình nào trong xóm. Từ sáng đến trưa, chị và cha của mình là ông Lê Văn Nhân phải tất bật biết bao nhiêu việc trong ngoài, và đến trưa phải nuốt vội vàng chén cơm để kịp đưa chị đi bệnh viện chạy thận. Chị Hồng Điệp lấy chồng ở riêng đã 13 năm. Nhưng thật đáng buồn khi chị ngã bệnh, người chồng mà chị rất mực yêu thương đã bỏ hai mẹ con chị. Không còn cách nào khác, chị và đứa con nhỏ đành phải về sống nương nhờ gia đình cha mẹ ruột. Cha mẹ chị cũng chẳng khá giả gì. Cả hai ông bà đều gần đến tuổi 70, không còn khả năng lao động. Mỗi tuần chị phải đi chạy thận đến 3 lần. Chi phí tháng nào thấp nhất cũng trên 5 triệu đồng. Trong khi cả gia đình không có thu nhập nào khác ngoài số tiền ít ỏi từ tiền công lặt rau rồi mang đi bán dạo ở các chợ tự phát của mẹ chị. Hai ông bà già cùng với chị ngồi còng lưng lặt hái cả đêm ngày, nhưng thu nhập chưa quá 200.000 đồng một ngày, trong khi nhu cầu chi tiêu thuốc thang của chị cứ ngày một tăng dần. Thấy hoàn cảnh gia đình nó xuống chơi rồi thấy tội nghiệp thương nó, hoàn cảnh mẹ thì đi bán, nhà thì có mình nó một đứa con, thấy nó bệnh đau rồi thấy chồng nó bỏ, thấy nó cũng tội nghiệp, thấy thương, thấy bệnh đau, gia đình nó cũng không có tiền, cũng mượn người này mượn người kia, cũng nhờ bên ngoài nó giúp đỡ giùm chứ đâu có tiền. Thấy nó bệnh rồi cái sợ nó có chuyện gì bỏ con nó lại, rồi thấy chồng nó cũng thường quay đi đi về về, sau khi nó về đây rồi thấy nó bệnh rồi cái kiểu chồng nó mới bỏ hẳn nó luôn. Nó hỏi là khi giờ anh bỏ rồi con nó vậy rồi anh có trợ cấp về hôn chồng, nó nói không hả, nếu mà có mình để con nó lại cho nó nuôi. Mong mọi người lòng hảo tâm để giúp đỡ cho nó, để cho nó cuộc sống nó kéo dài ra, để nó lo cho con nó, để tội nó, tại vì nó cũng không có anh, không có em, không có ai để giúp đỡ hết. Sau khi lo liệu mọi việc xong, cũng là lúc trời đã đứng bóng. 12 giờ trưa, ông Nhân mới có thời gian chở chị Điệp lên bệnh viện Hậu Nghĩa chạy thận. Gia đình mới xin về chạy thận ở bệnh viện Hậu Nghĩa được chừng tháng nay, gần nhà, dễ thu xếp thời gian hơn. Còn trước đây phải lên tận thành phố Hồ Chí Minh, vất vả hơn rất nhiều. Một lần chạy thận nhanh nhất cũng hơn 4 tiếng đồng hồ. Nên khi chạy xong, hai cha con về được đến nhà là trời cũng đã chập choạng tối. Chị Điệp là con duy nhất của vợ chồng ông Nhân. Ông là chỗ dựa duy nhất cho chị lúc đau yếu. Thế nên ông cứ lo canh cánh trong lòng, mai đây tuổi già ông sẽ không còn sức khỏe nữa thì chị biết phải dựa vào đâu. Thì sợ cha mẹ già nữa, ngay đưa đi chạy thẳng về chết sớm, bỏ con, bỏ cha mẹ. Giờ mong sự giúp đỡ của mình, thường quân giúp đỡ cho em có tiền chạy sống với con em vài năm nữa. Hiện nay hoàn cảnh gia đình bên ba mẹ ruột thì cũng rất là khó khăn, điều kiện kinh tế gia đình cũng rất là khó khăn, mà thời gian bệnh tật của chị thì còn phải trị rất là dài, thì cái điều kiện kinh tế gia đình thì nói chung là một phần nào đó chỉ giúp cho chị được một thời gian ngắn thôi, chứ còn về lâu dài thì rất là khó khăn. Nên là cũng rất là mong các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân hãy chung tay giúp đỡ cho chị để vượt qua cái cơn bệnh, để chăm lo và nuôi dạy con chị cho nó tốt. Mẹ bệnh, ông bà ngoại thì bận bịu suốt ngày. Cháu Phạm Hồng Ngọc
Mặc dù mới chỉ học lớp 4, nhưng em phải tự chăm sóc, lo liệu việc học của mình như một học sinh cấp 3. Ngày 2 buổi, em phải tự đi bộ đến trường, trưa về tự ăn uống rồi tiếp tục đi học. Điều đáng quý ở em là tuy không được đủ đầy tình thương, vật chất như những đứa trẻ khác, nhưng em rất cố gắng học tập. Mới 9 tuổi đời, nhưng cô bé Ngọc đang nuôi dưỡng một ước mơ rất bình dị nhưng thật cao quý. Con cố gắng học để mẹ vui lòng mau hết bệnh và để sau này đi làm có tiền trị bệnh cho mẹ. Ước mơ bình dị, nhưng con đường đi đến đó với em hẳn sẽ còn rất dài và gian nan. Mong rằng qua chương trình này, mọi người hãy cho mẹ, cho em thêm nghị lực, một tia hy vọng về cuộc sống ngày mai. Thưa quý vị, hiện nay chị Hồng Điệp đang rất cần một khoản tiền để chạy thận với mong ước kéo dài thêm sự sống bên đứa con gái nhỏ của mình, và mong sao cha mẹ già vơi đi phần nào sự nhọc nhằn ngày đêm còng lưng lặt rau kiếm tiền lo cho chị. Mọi sự giúp đỡ của quý vị xin gửi về Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Long An, số 3 Võ Công Toàn, phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An, điện thoại 0723 822 529. Quý vị có thể liên hệ trực tiếp gia đình chị Hồng Điệp theo địa chỉ số nhà 358 ấp Trường Dầu, xã Mỹ Hành Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Xin chân thành cảm ơn. Thưa quý vị, tiếp tục đón nhận tấm lòng nhân ái của các nhà hảo tâm dành cho người nghèo, trong tuần qua, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Long An đã nhận được 39.035.000 đồng và 70kg gạo. Đây là số tiền trà gạo mà gia đình chị Lê Thị Mộng Kiều, ngụ ấp Nhật Long, xã Nhật Ninh, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An đã được giúp đỡ để gia đình có điều kiện chữa bệnh và ổn định cuộc sống. Thay mặt cho gia đình chị Mộng Kiều, chúng tôi chân thành cảm ơn sự giúp đỡ vô cùng quý báu này. Danh sách ủng hộ Lê Thị Mộng Kiều, ấp Nhật Long, xã Nhật Ninh, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An phát sóng ngày 2 tháng 3 năm 2016. Gia đình chị Thẩm, phường 4, thành phố Tân An 100.000 đồng. Máy nổ Phát Quy, phường 1, thành phố Tân An 200.000 đồng. Thầy An Lộc và Phật tử chùa Kim Cang 300.000 đồng. Ni sư Tắc Đức, chùa Tôn Chân, Cần Chuột 50.000 đồng. Ni sư An Huệ, chùa Phật Huệ, Thủ Thừa 50.000 đồng. Tạ Tố Quyên, thành phố Hồ Chí Minh 100.000 đồng. Năm bé Xuân Thư, Ngọc Hiền Tài, Bến Lức 400.000 đồng. Trần Thị Kim Loan 70.000 đồng. Bùi Thị Đẹp, Nguyễn Hoàng Quanh 200.000 đồng. Nhóm từ thiện Nhân Ái, thị trấn Cầm Du 100.000 đồng. Gia đình bé Đinh Bảo Ngọc, bé Đinh Phú Lộc 200.000 đồng. Kho thuốc tiếp liệu cám Greenfit 190.000 đồng. Nguyễn Giang Hai, Bến Lức 200.000 đồng. Quỳnh Văn Lập, Hòa Phú 150.000 đồng. Ban hộ niệm Hoa Sen, gia đình An Thiện, gia đình Thiện Minh, Diệu Minh, Diệu Hiếu, Tịnh Thắng, Diệu Hảo, Bảo Chuyên, Chánh Nghiêm Ánh, Chiếu Chiên Mỹ 400.000 đồng. Nguyễn Thị Tuyết Mai, phường 5, thành phố Tân An 200.000 đồng. Anh Nguyên, thành phố Hồ Chí Minh 100.000 đồng. Hoàng Nhi và ông bà quá cố bên nội bên ngoại 100.000 đồng. Anh Út Lạc Tấn 200.000 đồng. Anh Đông, công ty Đại Dương 1 triệu đồng. Thùng từ thiện chợ Rạch Kiến 500.000 đồng. Gia đình Bảy Huệ, Nguyễn Thị Thu, Châu Quốc Nam, Châu Quốc Dương, Châu Nguyễn Kim Tuyền 50kg gạo. Cô Tư Lài, Bình Trung 100.000 đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn Một Thành Chiên Hai Cư, Nguyễn Trang Hùng, Nguyễn Trang Trường 600.000 đồng. Ngọc Châu, Ngọc Nga, ấp 5 quê Mỹ Thạnh 100.000 đồng. Bà Hồ Thị Ba, Ngọc Hà, Ngọc Phi, Duy Tân, Khánh Tiên, Phương Liên 800.000 đồng. Bà Hồ Thị Mỹ Lệ, An Vĩnh Ngãi 100.000 đồng. Bà Lê Thị Tần, Lê Thành Phương, Dự Gạo Tám Trang, Hành Liên, Phước Điền 500.000 đồng. Ông Tám Nhu, ấp Trung Hòa 50.000 đồng. Nguyễn Thị Kiều, phụ tùng Hồng Đa Quỳnh Mai, Nguyễn Thị B 300.000 đồng. Bà Năm, Cô Tích, Kim Ngân, Thúy Hằng, Cô Bay 250.000 đồng. Ông Quá Cố, Quỳnh Trang Mệnh, Bến Lức 300.000 đồng. Tập thể cô chú cán bộ hưu trí phường 7, thành phố Tân An 200.000 đồng. Bình Sủng, Liên Dựa Cá, Dàm Láng 400.000 đồng. Nguyễn Thanh Quà, công ty Chinh Lưu 250.000 đồng. Trần Thị Bận, cầm đồ 114 100.000 đồng. Chành Cường Quyên 100.000 đồng. Pizza Thanh Sang 100.000 đồng. Anh Hùng Phân 100.000 đồng. Ga Thùy Vũ 100.000 đồng. Gà Tráng Hàn Quốc 248 Hùng Chương 100.000 đồng. Quán ăn Thu Thuyền 100.000 đồng. Hai bé Mai Chuyên 50.000 đồng. Thành Đạt Quang Chinh 50.000 đồng. Gia đình Thiện Ân Tâm Hỷ 100.000 đồng. Gia đình Anh Châu Văn Đỏ, phường 7, thành phố Tân An 200.000 đồng. Thanh Thủy, Thanh Phúc, Thanh Sơn 260.000 đồng. Gia đình Anh Ngọc, phường 1, thành phố Tân An 200.000 đồng. Đại Đức Thích Huệ Châu và Phật tử chùa Linh Tôn 200.000 đồng. Lý Ngọc Tâm 40.000 đồng. Tiệm chàng Kim Thành Lý, Bến Lức 200.000 đồng. Gia đình Minh Trí 100.000 đồng. Nguyễn Thị Mỹ Trang 100.000 đồng. Chú Khiết 200.000 đồng. Điện tử Tâm 101 và các con, phường 1, thành phố Tân An 600.000 đồng. Trúc Linh, Khánh Linh 200.000 đồng. Cô Nhung, Quế Thanh, Minh Đăng 300.000 đồng. Giáo hội Phụ Nữ ấp 2 Lạc Tấn 125.000 đồng.
Kim Quê, Úc Đức, phường 1, thành phố Thần An 100.000 đồng, chị My Tầm Chu 50.000 đồng, Cổ Thiên Phú Tầm Chu 50.000 đồng, gia đình Úc Bia Tầm Chu 150.000 đồng, Phật tử chùa Tịnh Độ 400.000 đồng, gia đình anh Hùng Nam Cường, phường 2, thành phố Thần An 500.000 đồng, anh Công Đạt, phường 3, thành phố Thần An 200.000 đồng, chị Quỳnh Kim Ngân Hậu Nghĩa 100.000 đồng, bé Chân Anh Như Anh, phường 3, thành phố Thần An 100.000 đồng, Trương Giang Khanh, phường 3, thành phố Thần An 100.000 đồng, dưỡng sinh bà Năm Mắm, gia đình họ Trương cô dân 1.200.000 đồng, gia đình anh Nguyễn Quý Quý, phường 4, thành phố Thần An 100.000 đồng, Kim Lan Dung, phường 2, thành phố Thần An 300.000 đồng, Trịnh Văn Phương, Trịnh Hữu Phước, Trịnh Hữu Đức, Trịnh Thị Mỹ Hoa 400.000 đồng, Dương Thị Tiến, Phạm Thị Ba, Nguyễn Thị Chẩn, Trịnh Ngọc Giao 400.000 đồng, Lò Bánh Mì Hồng Nương, Chính Xương, Sáu Lì, Hoàng Mai, Đúng Gạo, phường Đầu Chay, Dung Khóm, Giàm Cỏ, Kim Chân, chị Chi Bán Chén, phường Giải, Bùi Thị Năm, Hồng Miên, chị Quanh 750.000 đồng, Ngọc Sương, Thu Hằng, Long An 150.000 đồng, Kha Thị Minh Nguyệt, phường 4, thành phố Tân An 200.000 đồng, cô Hạnh, hiệu phó trường tiểu học Cần Đốt 300.000 đồng, bé Bùi Gia Tiến, phường 6, thành phố Tân An 300.000 đồng, Bùi Thanh Liêm, phường 6, thành phố Tân An 100.000 đồng, quán ăn Quỳnh Hoa Tử, phường 1, thành phố Tân An 500.000 đồng, chú Tấm Hé, phường Tân Khánh 100.000 đồng, chị bé Thọ, phường 4, thành phố Tân An 100.000 đồng, nhóm từ thiện Nhân Thành Trung 500.000 đồng, nhóm từ thiện ấp 4 Lạc Tấn 250.000 đồng, gia đình Như Đình Bến Lức 100.000 đồng, Trương Công Chí Trai Bến Lức 100.000 đồng, Phật tử chùa Linh Phát 300.000 đồng, Hồng Thị Hoa, phường 3, thành phố Tân An 500.000 đồng, Hiệu Chay Dự Dự số 2 Lê Lợi 500.000 đồng, thùng từ thiện chợ cũ Tân An 2.500.000 đồng, rau củ Đà Lạt Sỏn Nhỏ 300.000 đồng, nhóm từ thiện chị Mười Nên 2.350.000 đồng, Bùi Chí Thanh, Bùi Chí Tâm 100.000 đồng, đại lý giá số 3 Xuyên, phường 2, thành phố Tân An 500.000 đồng, tiệm Hữu Lợi Nguyễn Trường Quy Thuận Võ 200.000 đồng, chị Lan Anh, bé Mơ, anh Minh, Quyên, Chọn, Hằng, anh Lai, anh Phước, chị Hạnh, chị Mai, Danh Đạt, Sang Cơ 700.000 đồng, Nguyễn Thị Chiểm, Đa Cao, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh 100.000 đồng, công ty giải trí nhạc Sóng Xanh Bến Lức 300.000 đồng, gia đình Hiệp Quyền Châu Thành 300.000 đồng, thùng từ thiện ngã ba quê Mỹ Thạnh 100.000 đồng, Dương Thanh Quy Thủ Thừa 100.000 đồng, tổ Phật tử ấp Bình Điện 1.080.000 đồng, Thánh Thất Bình Tịnh 200.000 đồng, Nguyễn Chân Năm, Phạm Thị Nga, Võ Nhân Tư, Thiều Thị Bé, Nguyễn Minh 300.000 đồng, Tư Phương Ba Hưng 100.000 đồng, Bạn Sinh Đại phường 5 100.000 đồng, Anh Thành chợ Tân An 100.000 đồng, Dì Ba phường 7 thành phố Tân An 50.000 đồng, gia đình anh Nguyễn Hữu Hòa phường 2 thành phố Tân An 100.000 đồng, sư cô Triệu Đức, Hoàng Phúc, Hoàng Đạt, cô Tám Tàng 100.000 đồng, ông bà nội Quốc Thảo, bà nội Kim Yên 150.000 đồng, gia đình Phát Tuyên USA 100.000 đồng, nhóm từ thiện chợ phường 6 500.000 đồng, nhóm từ thiện Hai Thiệt 200.000 đồng, thầy Thiện Bình chùa Thuận Đức 100.000 đồng, Nguyễn Thị Thu Hồng phường 7 thành phố Tân An 50.000 đồng, chị Loan thành phố Hồ Chí Minh 200.000 đồng, tiệm chạy Kim Qua tiệm bánh Chánh Long chị Lan 300.000 đồng, bà Sở Nhường Bến Lức 150.000 đồng, chú Hai Toàn Cần Đước 30.000 đồng, Tịnh Thất Thiện Tài 400.000 đồng, nhóm cô Chính Nguyện Cầu Úc Diệu Nhật Úc Thúy Mai Phượng Chính Nết Năm Biếu Úc Tịch Dũng Ngoan Năm Chuyên Năm Nay Cậu Nhi Tuấn Hồ Bá Phúc 500.000 đồng, chú Hai Cầu Voi 100.000 đồng, chú Thiểm Ba Lăng Bessie Game Pepbon Ngọc Quyền 400.000 đồng, gia đình chú Hòa Vĩnh Hưng 200.000 đồng, Quỳnh Quang Mực Trần Thị Mỹ Trân 500.000 đồng, Bùi Cao Sơn Canada 500.000 đồng, Quỳnh Thị Hiếu Đức Hòa 100.000 đồng, Kim Cúc Đức Hòa 100.000 đồng, tập thể công nhân S5 truyền 2 công ty Sinh Lưu 300.000 đồng, Nguyễn Kinh Luân 50.000 đồng, Nguyễn Văn Của phường 4 quận 8 200.000 đồng, Nguyễn Văn Nhuận phường 4 quận 8 200.000 đồng, Nguyễn Thanh Xuân Bình Tân 300.000 đồng, Ban Hành Thiện Thánh Thất Cao Đài Long Hiệp 1.000.000 đồng, Lò Mèo Năm Thật Bến Lức 600.000 đồng, Nguyễn Phước Hùng Bến Lức 140.000 đồng, công ty Mai Đăng Khoa Bến Lức 400.000 đồng, ông bà nội Gia Bảo Cho Minh 200.000 đồng, ngân hàng Sắc Cơm Tanh chi nhánh Giàm Cỏ 20kg gạo, Nguyễn Ngọc Như Ý 100.000 đồng. Tuần qua chúng tôi tiếp tục nhận được sự ủng hộ của các tấm lòng hảo tâm giúp cho gia đình đã phát sóng trước đó, ủng hộ gia đình chị Phan Thị Trúc, xã Phước Lâm, huyện Cần Giuộc, số tiền 1.000.000 đồng, ủng hộ chị Võ Thị Ánh Nguyệt, ấp Trung Đông, xã Tân Chánh, huyện Cần Đức, số tiền 1.250.000 đồng. Danh sách ủng hộ Phan Thị Trúc, ấp Phước Khế, xã Phước Lâm, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An phát sóng ngày 14 tháng 2 năm 2016. Kim Tuyến Thủ Thừa 100.000 đồng, Nguyễn Ngọc Trân Đức Hòa 100.000 đồng, Thánh Thất Cao Đài Phước Lại Cần Giuộc 500.000 đồng, Bạn Xem Đài Gò Đen Bến Lức 300.000 đồng. Danh sách ủng hộ Võ Thị Ánh Nguyệt, ấp Trung Đông, xã Tân Chánh, huyện Cần Đức, tỉnh Long An phát sóng ngày 24 tháng 2 năm 2016. Điện Tử Tâm 101 và các con 600.000 đồng, Thái Bình Thế Dân 100.000 đồng, Kim Tuyến Thủ Thừa 100.000 đồng, Nguyễn Thị Chiểm Đa Cao quận Nhất thành phố Hồ Chí Minh 100.000 đồng, Dì Ba phường 7 thành phố Tân An 50.000 đồng, Nguyễn Thị Thu Hồng phường 7 thành phố Tân An 50.000 đồng, Nguyễn Thanh Hòa công ty Sinh Lưu
250.000 đồng. Tiết mục thông tin nhân đạo cũng xin khép lại chương trình vượt qua hiểm nghèo ở đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi sự đóng góp xin gửi về Hội Chữ thập đỏ tỉnh Long An, số 3 Võ Công Toàn, phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An. Điện thoại tiếp nhận số 0723 822 529. Xin chân thành cảm ơn.